Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình cùng các bạn sẽ khám phá cái sản phẩm USB Bluetooth này. Bluetooth này có mã hàng là H163, sử dụng nguồn 5V chuẩn 2.1. Rồi bây giờ mình và các bạn cùng khám phá tính năng Bluetooth bằng cách thử phát nhạc qua một cái loa mini này. Mình sẽ kết nối cái điện thoại iPhone 6 này với cái USB Bluetooth. Bây giờ mình tiến hành bật Bluetooth lên và mình dò. Ở đây là nó hiển thị là H163. Bây giờ mình vào YouTube, mình gọi từ khóa của cái kênh mình luôn. Cái này cũng rất là tiện dụng, mình có thể gắn USB Bluetooth này cho những cái loa di động của mình hoặc là loa vi tính chẳng hạn. Mình cũng đã giới thiệu xong cái USB Bluetooth rồi. Cái USB này mình mua với giá là 30.000 đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn nút subscribe. Chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.